trí tuệ của một nhà lãnh đạo vĩ đại, tướng Douglas MacArthur. Những lời nói của ông vang vọng qua thời gian, nhắc nhở chúng ta về những phẩm chất xác định khả năng lãnh đạo thực sự. Trong một thế giới đầy định kiến, một nhà lãnh đạo thực thụ dám đứng một mình. Họ sở hữu lòng tự tin kiên định để vạch ra con đường riêng của mình, không chùn bước trước những người hoài nghi và phê phán xung quanh. Nhưng khả năng lãnh đạo vượt xa sự tự tin đơn thuần. Nó đòi hỏi sự can đảm để đưa ra những quyết định khó khăn khi những người khác chùn bước. Chính trong những thời điểm nghịch cảnh này, các nhà lãnh đạo thực sự xuất hiện, đưa ra hành động quyết định định hình tiến trình đến thành công. Tuy nhiên, dù bị cuốn vào cuộc đua quyền lực, lòng trắc ẩn không bao giờ bị lãng quên. Một nhà lãnh đạo đích thực biết lắng nghe sâu sắc, nghe thấy tiếng kêu từ những người bị lãng quên và đáp lại bằng sự đồng cảm. Họ nhận thức rằng lãnh đạo không phải vì lợi ích cá nhân mà để hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của người khác.